Bà Harris công bố báo cáo khẳng định đủ khỏe làm tổng thống. Bà Harris công bố hồ sơ y tế để chứng minh bản thân đủ sức khỏe làm tổng thống, gây sức ép để ông Trump làm điều tương tự. Theo bản ghi nhớ được Nhà Trắng công bố ngày 12 tháng 10, Joshua Simon, bác sĩ riêng của Phó Tổng thống Kamala Harris, nói rằng kết quả kiểm tra y tế gần nhất hồi tháng 4 cho thấy bà không có vấn đề gì đáng lo ngại khi về sức khỏe, vẫn duy trì được lối sống năng động và chế độ ăn uống lành mạnh dù có lịch trình bận rộn. Ứng viên đảng Dân Chủ bị dị ứng theo mùa và đôi khi nổi mề đay, không hút thuốc lá và chỉ uống rượu ở mức độ vừa phải. Bà ấy sở hữu sức khỏe thể chất và tinh thần cần thiết để đảm đương các nhiệm vụ của Tổng thống, Nguyên thủ quốc gia và Tổng tư lệnh, bác sĩ Simon kết luận. Các cố vấn của bà Harris trước đó cho biết quyết định công bố kết quả khám y tế của bà Harris nhằm mục tiêu thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ về sức khỏe của cựu Tổng thống Donald Trump, người đã 78 tuổi và hiện là ứng viên Tổng thống lớn tuổi nhất lịch sử Mỹ. Cựu Tổng thống Trump cũng bị đánh giá là người ít minh bạch hơn về tình hình sức khỏe. Chiến dịch của bà Harris đã trích dẫn loạt bài báo gần đây của tờ New York Times. Trong đó lưu ý rằng ông Trump không tiết lộ các thông tin cơ bản về tình trạng sức khỏe của bản thân. Báo Mỹ cũng công bố kết quả phân tích ngôn ngữ cử chỉ của ông Trump, chỉ ra rằng các bài phát biểu của ứng viên đảng Cộng hòa ngày càng dài, rối rắm và khiếm nhã hơn, khiến một số chuyên gia nhận định đây có thể là dấu hiệu về suy giảm nhận thức. Chiến dịch tranh cử của ông Trump chưa bình luận về thông tin. Các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Mỹ không mấy bận tâm về vấn đề tuổi tác của ông Trump, do ứng viên đảng Cộng hòa vẫn thể hiện phong thái tràn đầy năng lượng trong những lần xuất hiện trước công chúng. Ông Trump khẳng định bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, song tới nay vẫn chưa công bố báo cáo y tế đầy đủ nào. Cựu Tổng thống Mỹ cuối năm 2023 tiết lộ bức thư được bác sĩ cũ tại Nhà Trắng gửi sau đợt kiểm tra y tế toàn diện giữa tháng 9, trong đó nói ứng viên đảng Cộng hòa có eo sức khỏe tuyệt vời. Tuy nhiên, bức thư không có nhiều thông tin chi tiết và không cho biết ông Trump đã thực hiện những xét nghiệm gì khi kiểm tra sức khỏe. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.